kính chào quý khán giả của Vietnam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas cũng như băng tần 2035 trên Direct TV. Chào mừng quý vị đến với nhịp sóng Little Saigon. There we go. Và kính mời quý khán giả tham dự cùng với chương trình ngày hôm nay để chúng ta có cơ hội nhận được một sợi dây chuyền rất là đẹp của nhà bảo trợ. Cảm ơn quý khán giả thật nhiều vì đã tham dự chương trình gọi vào thật là đông để trả lời những câu hỏi. Thực hiện cùng với Mylin vẫn là chị Thanh Vân. Hello chị. Chào Mylin và xin được trở lại với chương trình Nhịp sóng Radio Sài Gòn của VNA TV. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thứ sáu rồi, chúng tôi sẽ bốc thăm. Thì vị nào mà đã có thứ ba thứ tư rồi á thì hôm nay quý vị những gọi vào nha để chúng ta thêm một cái tầm nữa. Dạ, và cáo lỗi với quý khán giả là ngày hôm qua đó chúng tôi không thực hiện được chương trình và để số lô tô may mắn đầu năm. Chị Mỹ Ngân có việc bận gấp cho nên là cuối cùng là không có thực hiện được chương trình, cho nên cáo lỗi cùng với quý khán giả nhiều lắm, nên bù lại là tuần sau rồi chúng ta vẫn có như bình thường nha quý vị nha. Và tuần sau chúng ta có, và dĩ nhiên rằng tuần sau vẫn là dành cho quý vị nào mà chưa có cơ hội được đi vào vòng chung kết đó, thì quý vị sẽ được hô để mà chọn ra thêm một tuần nữa những vị khán giả nào may mắn để đi vào vòng chung kết của chúng tôi. Và cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý khán giả may mắn nha. Rồi bây giờ thì kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để mà bắt đầu trả lời những câu hỏi của Nhịp sóng Radio Sài Gòn, phần đố ca dao tục ngữ, hân hạnh được bảo trợ bởi Yao Ma Vào Resort Casino at Sao Anh Vào với 6.500 máy kéo của Luân Ca Bài Bang, hệ thống hotel resort mở ra để phục vụ cho quý vị. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý khán giả, đó chính là công ty D1 của nữ ca sĩ Tâm Đoan với những sản phẩm đã được FDA approved, có cả collagen dạng nước, dạng jelly để cho quý vị có thể sử dụng rất là tốt, đặc biệt là làm cho da của mình đó sáng hơn, đều màu hơn và rất là tự nhiên. Mời quý vị nhớ tìm hiểu thêm. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Dạ rồi, bây giờ mời quý khán giả bắt đầu trả lời câu hỏi. Dạ xin chào, hello. Dạ hello cô. Dạ Hồng Võ, em Dạ rồi, cảm ơn cô Hồng Võ ở El Monte. Dạ rồi, câu đố dành cho cô nha. Dạ. Kén cá chọn canh. Dạ đúng, kén cá chọn canh là câu trả lời đúng. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, bye bye. Dạ, xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Dạ, hello cô Hồng 4215 của San Jose. Dạ rồi, hello cô khỏe không? À, khỏe. Dạ thế rồi. Mình trúng, mình lần nào trúng cho mà không được mình nhận chứ gì hết. Dạ, tại vì cái số của mình chưa bốc thăm trúng tên. Rồi, chúc cô may mắn nha, hên xui quá, cố lên, cố lên nha. Cảm ơn. Dạ, lần này bốc thăm là phải trúng tên cô nha, cố lên. Rồi, câu đố dành cho cô ha. Dạ, ok, người không học. Người không học. Chà, cái này mới nhé. 5, 4, 3, 2, 1. Cây này cũ mà. Dạ, người không học nhưng ngọc không mài là câu trả lời. Oh. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, bye bye. Bye. Dạ, xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Dạ, xin chào. Hello. Khỏe bí lên, khỏe chị Thanh Vân. Yeah, dạ, chào chú Hiếu. Chú Hiếu. Con đang khỏe ha. Ok rồi. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, chú Hiếu cố lên. Câu đố dành cho chú. Dạ, câu đố dành cho chú nha. Dạ. Ok, câu này cũng hơi quen quen nè. Gà sống để bụng. Sống để bụng, chết mang theo. Dạ đúng, sống để bụng, chết mang theo là câu trả lời đúng. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin chào. Dạ, bye bye. Dạ, cảm ơn chú Hiếu. Dạ. Dạ. Rồi xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Hello, xin chào Mỹ Linh, chào Thanh Vân. Dạ, xin chào cô Si. Dạ, cô Si 1437. Dạ. Rồi, hello cô. Dạ, câu đố dành cho cô nha. Mời cô sẵn sàng ha. Dạ, vung tay. Quá trắng. Dạ đúng, vung tay quá trắng là câu trả lời đúng. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ, bye bye. Dạ, xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Hello. Dạ, hello cô 7 ở Michigan. Cô 7, 9615. Rồi, câu đố dành cho cô nha. Xin mời cô. Dạ, ok. Đũa móc. Hả? Đũa móc. Cái gì nghe không được.
Dạ câu đố là đũa, cái đũa mình gấp đó cô, đũa ăn cơm đó, đũa Hả? móc. Chắc cô nghe qua Nó tivi. nói lại Dạ câu đố là đũa móc. Dạ tức là cái đũa mà nó bị hư rồi đó cô, cái chòi đũa mâm mà đã son, ngâm nó nổi móc lên đó. chòi Dạ. mâm son. Dạ đúng rồi, đũa móc và chòi mâm son là câu trả lời đúng. Dạ rồi, cảm ơn cô. Bye bye. Dạ. Rồi, à, Xuân ơi, à rồi, đổi đổi cái timing. Rồi, xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Dạ, xin mời. Hello, cô Thanh 6859. Hello. Dạ, hello. Cô Thanh khỏe Chào không? hai người đẹp thanh văn mỹ linh dễ Dạ, chào thương. cô Thanh. Cảm ơn cô. Dạ rồi. Dạ, cô Thanh ơi, câu đố dành cho cô nha. Xin mời cô sẵn sàng ha. Dạ. Ok, câu trả lời câu đố dành cho cô nha. Xin mời cô trả lời. Dạ. Dạ. Ok, dạ, đi dối cha. Về nhà dối chú. Dạ đúng rồi, đi dối cha về nhà dối chú là câu trả lời đúng. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Bye bye. Dạ xin mời vị khán giả tiếp theo. Dạ xin mời quý vị nhớ kiên nhẫn gọi vào số phone 714-797-3235, 714-797-3235 hoặc 408-797-9522. Dạ xin mời, hello. Em chào chị. Dạ hello chị Mỹ Hòa. Dạ Dạ. rồi chị Mỹ Hòa 9167 câu đố dành cho chị nha. Dạ xin mời. Dạ ok, câu này cũng hơi quen quen nè, cá lớn. Cá lớn nuốt cá bé. Dạ đúng rồi, cá lớn nuốt cá bé. There we go. Dạ cảm ơn chị. Bye bye. Dạ. Rồi xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Dạ chào cô, xin hỏi quý danh. Cô Diệp như mình. Dạ hello cô Diệp. Trời ơi, Rồi. kêu hoài mới được á. Dạ, Bây 77 giờ 49 khó quá, khó lần. Dạ rồi, câu đố dành cho cô nha. Dạ, kêu quá. Rồi. cha già. Con ngọn. Dạ đúng, cha già con mọn hay là cha già con cọc là câu trả lời đúng. Cảm Dạ ơn cảm Linh ơn nha. cô. Dạ bye bye. Nhân, bye Dạ bye. chào dạ cô. xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Cô chào hai cháu. hello Dạ cô cô Michelle Michelle. 1575. Dạ rồi câu đố dành cho cô Michelle nha. Xin mời cô sẵn sàng ha. Dạ ok, thầy bói. Thầy bói. Nói dối ăn tiền. Dạ sai, nhà báo mới nói láo ăn tiền. Còn đây là thầy bói. 5 5 4 4 3 3 2 Không nói 1. Dạ sao ạ? dựa. Thầy bói nói dựa. Dạ đúng rồi, thầy bói nói dừa là câu trả lời đúng, xém tí nữa. Cảm ơn cô, bye bye. Dạ. Dạ rồi, xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Hello cô Dạ Tammy. chào Dạ cô. rồi, câu đố dành cho cô. Chắc rễ. Chắc rễ. Dạ tức là cái rễ mà chắc chắn đó. Chắc rễ. 5 4 4 3 2 Cây to. 1. Chắc rễ bền cây, có nghĩa là cái rễ mà bám sâu xuống đất chắc chắn thì có nghĩa là cái cây sẽ sống rất là tốt. Có nghĩa rằng là trong gia đình đó, mà khi mà có gọi là con cái được sinh ra trong một cái nguồn gốc của gia đình chắc chắn có một nền giáo dục mạnh mẽ thì chắc chắn đứa con sẽ trưởng thành rất là tốt, chắc rễ bền cây. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ, bye bye. Dạ rồi, xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Hola, aloha, konnichiwa. Dạ chào cô. Dạ rồi. Dạ. Cô Thanh Văn Mỹ Mỹ Linh. Cảm ơn Dạ chào cô cô. Minh 5249. Dạ, rồi câu đố dành cho cô nha, mời cô sẵn sàng ha. Dạ, ok, câu này cũng hơi quen quen này nha. Ok, dạ, chơi chó. Chơi với chó. Chơi với chó. 5 4 3 2 1. Chơi với chó liếm mặt. Có nghĩa là
mình thân thiết quá với lại một cái người nào đó dễ bị lờn và khiến cho người ta không còn giữ một cái khoảng cách trên dưới một cách trực có trật tự nữa. Chơi với chó, chó liếm mặt. Dạ rồi, câu này lẽ phải quen. Gọi lại. Dạ, tạm biệt cô. Dạ, hello. Dạ, chào cô. Dạ, cô Thanh phải không? Dạ. Dạ, cô Thanh 1621 của Michigan. Dạ, chào cô. À, đó, xin lỗi cô Thủy lộn. Dạ, con xin lỗi cô. Rồi, hello dạ, cô Thủy. Dạ, cô Thủy khỏe không? Dạ, cảm ơn hai cô, tôi rất khỏe. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, cô đố dành cho cô Thủy. Mời cô sẵn sàng nha. Dạ, vâng. Dạ, rồi, câu này cũng hơi quen quen này nha. Dạ, cá mè một lứa. Hay quá, trời ơi, đố trúng câu của cổ rồi. Dạ, cảm ơn hai cô nha. Cảm dạ, ơn cô. Chào bye cô. Bye bye. Dạ, dạ. Rồi xin mời. Hello. Dạ. Dạ rồi xin mời vị khán giả tiếp theo. Hola, aloha. Dạ xin chào cô Phú 9915. Hello. Hello cô. Chào cô dạ, ấy, chào hôm cô. Nay cô Phú khỏe không? Khỏe. Đó, trời ơi, tự tin ngon lành quá. Thanh Văn khỏe không? Dạ, tôi quá khỏe, khỏe cảm luôn. Ơn cô. Dạ. Đó, bây giờ phải làm sao cho bớt khỏe này, chứ còn khỏe quá, quậy quá. Rồi, đó, cái gì phải đi khỏe làm show nhiều rồi này kia chứ, đang còn khỏe quá. Dạ, rồi, ok cô. Câu đố dành cho cô, mời cô sẵn sàng nha. Dạ, ok. Dạ, rồi. Của vào nhà khó. Của vào nhà khó như gió vào nhà trống. Đúng rồi, của vào nhà khó như gió vào nhà trống. Đúng vậy, hay quá. Cảm ơn cô Phú. Cô dạ, Phú cũng cảm ơn vậy cô. Nha. Bye bye. Dạ, xin mời vị khán giả tiếp theo. Cô Minh gọi lại. Rồi, cô Minh ơi. Đó, nhớ đúng rồi, hay quá. Đó, đúng rồi, phải áo cam thanh TV giúp con. Rồi, câu đố dành cho cô, mời cô sẵn sàng nha. Dạ. Có gan ăn cắp. Có gan chịu đòn. Dạ đúng, có gan ăn cắp, có gan chịu đòn là câu trả lời đúng, hay quá. Dạ, cảm ơn cô, bye bye. Dạ, dạ cảm ơn hai cô, chào hai cô. Dạ, dạ cô chào xin cô. Chào cô. Dạ, xin mời vị khán giả tiếp theo ở San Diego, hello. Dạ, hai cô dễ thương đẹp. Cô dạ, Hương dạ. Phải không? Hay quá ta. Dạ, cô Hương 5731 dạ. Ở San Diego. Dạ. 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 Đó, okay. Người ta phải nhớ tên khách vậy mới có dạ, ăn chứ. Dạ. Nhớ tên khách vậy mới có ăn. Rồi, cảm ơn cô Hương. Dạ. 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 Câu đố dành cho cô, mèo khen mèo. Mèo khen mèo dài đuôi. Dạ đúng rồi, mèo khen mèo dài đuôi, đeo nguy cơ. Đó, hên quá rồi. Kiểu này dạ. Phải đi mua vé số hôm nay. Dạ. Ok, bye bye cô. Yeah, xin chào cô. Và đến đây Mỹ Linh, Thanh Vân kính mời quý vị giữ băng tần 57.3 để theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình và chúng tôi sẽ trở lại phần 2.
Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ những băng tần của VNA TV để theo dõi chương trình Nhịp sống Radio Sài Gòn, băng tần 57.3, 16.10, 26.9 cũng như băng tần 2035 trên Direct TV kết hợp cùng với Viện Thao. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã luôn yêu thương và theo dõi chương trình Nhịp sống Radio Sài Gòn gửi đến cho quý khán giả mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu từ 1 giờ trưa cho đến 1 giờ 45 giờ miền Nam California. Ngày thứ hai thì chúng ta đấu nhạc. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ sáu thì mời quý vị cùng đốt ca dao tục ngữ. Ngày thứ năm mời quý vị cùng hốt bingo với chị Triệu Mỹ Ngân. Và tuy nhiên là ngày thứ năm bây giờ thì chúng ta đang có chương trình đố ca dao tục chương trình số lô tô may mắn đầu năm. Và cho nên là đang có chương trình rất là đặc biệt ha, dành cho VNATV trong những dịp đầu năm. Cho nên là quý khán giả nào chưa có vé lô tô xin ghi danh ngay bây giờ, tại vì chúng ta vẫn còn một tuần sau nữa. Đáng lẽ là ngày hôm qua là kết thúc không có ghi danh được nữa, nhưng mà tại vì ngày hôm qua không có show cho nên đền đáp lại và ta lỗi cùng với quý vị là chúng tôi sẽ vẫn còn giữ một tăng tuần thêm nữa. Một tuần nữa tăng thêm một tuần nữa cho nên là quý vị nhớ gọi điện vào tắt vào, nhắn tin vào cho Mỹ Linh số 714-797-3235, 714-797-3235 với những quý vị nào chưa có vé số. Dạ, cho nên là quý vị nhớ nha, nhớ nhắn liền cho Mỹ Linh càng sớm càng tốt, nếu không là không có kịp nha. Rồi, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi Yamava Resort Casino at San Manuel với 6.500 máy kéo. Có luôn cả bài bàn, hệ thống hotel resort mở ra để phục vụ cho quý vị. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý khán giả, đó chính là tiệm vàng Mai Ly nằm ngay trong khu thương xá Phước Lộc Thọ, căn số 2, màu xanh bên tay phải từ cửa chính đi vào. Tiệm vàng Mai Ly có chương trình Mai Ly Diamond Show mỗi ngày thứ 6 từ 3 giờ đến 5 giờ tha hồ cho quý vị mua sắm. Nhất là tiệm vàng Mai Ly tháng này đó thì có một cái tháng off để mà chuẩn bị những cái sản phẩm độc đáo nhất để gửi đến cho quý vị. Cho nên bắt đầu tháng tới quý vị đừng bỏ qua nha. Và tiệm vàng Mai Ly ngay trong khu thương xá Phước Lộc Thọ, Mai Ly Diamond Show mỗi ngày thứ 6 từ 3 giờ đến 5 giờ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, và bây giờ không để cho quý khán giả chờ đợi lâu, xin mời vị khán giả từ San Antonio, Texas. Hello. Dạ, hello cô. Rồi, dạ cho con xin hỏi quý danh. Cô Thanh ở San Antonio. Cô Thanh 7975. Cảm ơn cô Thanh. Đúng rồi. Dạ. Rồi, câu đố dành cho cô Thanh nha. Dạ. Rồi, dạ câu này cũng hơi quen quen nè nha. Xin mời cô. Dạ, gái có chồng. Gái có chồng. 5 4 có chồng như gân đeo cỏ. Hay quá. Trời ơi, cô Thành quá hay rồi. Dạ đúng vậy, gái có chồng như gông đeo cổ. Tạm biệt cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin mời vị khán giả tiếp theo. Dạ, xin mời. Hello. Dạ, xin chào, hello. Dạ rồi, xin mời vị khán giả tiếp theo. Mời quý vị khi mà nhớ gọi điện vào là nhớ up giùm Mỹ Linh cái âm thanh của TV và chỉ gọi trên phone thôi thì sẽ nghe dễ hơn nhiều nha. Dạ xin mời cô Hồng 4215 ở San Jose gọi lại. Dạ, hello cô. Hello. Dạ rồi, mình gọi lần hai, hy vọng rằng lợi hại hơn lần đầu. Cố lên. Rồi, câu đố dành cho cô nha. Dạ, xin mời. Có nuôi con. Có nuôi con. Con trời ơi, cái này 5 4. Con mới biết cảm ơn cha mẹ. Dạ, there we go. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, nhưng mới biết công ơn cũng được. Dạ. Nhưng chính xác là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ nha. Rồi, tạm biệt cô. Dạ rồi, xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Hello. Dạ chào cô. Dạ chào cô Bích Ngọc. Dạ, okay. Rồi cô đố dành cho cô Bích Ngọc, mời cô sẵn sàng nghe. Dạ, ok, học ăn, học nói. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Hay quá, đúng rồi, học ăn, học nói, học gói, học mở. Dạ, cảm ơn cô, bye bye. Dạ, chào cô. Dạ, xin mời vị khán giả tiếp theo. Hola, aloha, konnichiwa. Đi tới Nhật luôn rồi. Dạ chào cô, xin hỏi quý danh. Cô Thanh.
Cô Thanh 9748. Dạ rồi. Dạ cảm ơn cô. Câu đối dành cho cô, mời cô sẵn sàng nha. Ok. Dạ ok. Cũ người. Cũ người mới ta. Dạ đúng, cũ người mới ta là câu trả lời đúng, hay quá. Dạ cảm ơn cô. Dạ chào dạ, cô. Bye bye. Dạ xin mời vị khán giả tiếp theo. Hola, aloha, konnichiwa. Hello chị Ngân. Hello Mỹ Linh và chị Thanh Vân. Chờ gọi vô mình quá không biết chúng câu hỏi. Rồi, bây giờ coi chừng em buồn buồn nhớ lại câu mới nha. Dạ, ok. Dạ, hên xui nha, hên xui nha. Được mùa lúa. À, được mùa lúa thì thúi lương rồi, đúng không? Năm. Thua rồi. Thua rồi, thua rồi. Được mùa lúa, úa mùa câu là câu trả lời. Bye bye. Dạ. Rồi xin mời vị khán giả tiếp theo nhanh tay lẹ chân để gọi vào nha. Dạ xin mời số phone của chúng tôi là 7147973235, 7147973235. Nhất là quý khán giả ở các tiểu bang, xin mời quý vị gọi vào số 4087979522, 4087979522 thì dễ hơn, tại vì miền Nam Cali gọi rất là bận rộn. Cho nên quý vị ở các tiểu bang xin kiên nhẫn gọi lại nha. Dạ xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello, chào chị Thanh Vân và Mỹ Linh. Dạ chị Christine 7654. Dạ rồi, câu đố dành cho chị, cái câu này cũng hay hay nè nha. Dạ ok. Già kén. Già kén. Năm. Già kén. Bốn. Câu này là ăn hay chưa đố bao giờ. Ba. Hai. Một. Đây này là vui vui là tôi nhớ câu mới là hơi phiền. Già kén kẹn hôm. Già kén kẹn hôm. Dạ đúng vậy. Chọn lựa quá. Bye bye. Dạ có nghĩa rồi. Già quá mà còn kén chọn, cuối cùng lại đi chọn một cái mà không có tốt. Dạ đó. Dạ, cho nên là già kén kẹn hôm. Dạ. Rồi xin mời vị khán giả tiếp theo. Dạ hello. Hello, chào chị Thanh Vân, chào Mỹ Linh. Dạ, chào cô Teresa. Dạ, dạ rồi, ok. Dạ rồi cô Teresa ha. Dạ xin mời cô trả lời câu đố. Dạ, gió heo mây. Gió heo mây. Gió heo mây. Câu này là một câu tục ngữ về thời tiết. 5 4 3 2 một. Quên rồi. Gió heo mây mía bay lên ngọn là câu trả lời. Mía bay lên ngọn. Dạ rồi, cảm ơn cô. Bye bye. Dạ nhớ cô nhớ gọi lại nghe. Rồi xin mời vị khán giả tiếp theo này. Chị Christine cố đấu tới cùng. Rồi chị Christine 7654 cố đấu tới cùng. Ok. Dạ ok. Dâu là dạ ok. À, xin lỗi, dạ, yeah. Okay, okay. xin lỗi, dạ yeah, mời vị khán giả tại Ben Sove nhà, xin kiên nhẫn đợi Mỹ Linh chút xíu nha. Quý khán giả tại Ben Sove nhà số 8811 xin kiên nhẫn đợi Mỹ Linh chút xíu nha. Rồi chị Christine mời chị sẵn sàng trả lời câu đố nha. Okay. À dạ, yeah. Ok, ghét ai ghét cả, dạ, oh, dạ xin lỗi bên kia ồn quá. Dạ ok, xin mời. Dạ, tại vì mà để Mỹ Linh off cái phone nha, tại vì nó hơi ồn bên này. Rồi ok, dạ xin mời chị sẵn sàng ha. Dạ, thương ai thương cả đường đi. There we go, đúng rồi. Cảm ơn chị Christine. Dạ, thương ai thương cả đường đi. Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng là đúng. Dạ, xin mời vị khán giả số 8811 từ Ben CV nhà. Hello. Dạ. Hello, dạ rồi chào dạ, cô, dạ. Xin hỏi quý danh. À, tên là Thu Hà. Cảm ơn cô Thu Hà, gọi từ Pennsylvania. Cô ở thành phố nào của tiểu bang Pennsylvania thưa cô? Woodbury. Woodbury. Oh, trời cái tên đẹp ha. Woodbury. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. À, bây giờ thời tiết ở Pennsylvania sao cô, có còn nóng hay là lạnh sao không? Thời tiết làm sao? Ồ vẫn còn lạnh lắm hả cô? Dạ. Dạ. Ồ, ở Cali đang nóng rồi đó. Massachusetts. Pennsylvania, PA. Oh, okay. Yeah. Okay.
Dạ rồi, dạ. Cảm ơn cô nhiều lắm, cô Hà đã gọi vào cho chương trình. Cô đang theo dõi ở trên website của tụi con hay trên Direct TV thưa cô? Ở trên Direct TV. À, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ cô Hà chuẩn bị trả lời câu hỏi nha. Dạ. Kiến tha lâu đầy tổ. There we go, hay quá. Cảm ơn cô Hà. Dạ, mời cô nhớ theo dõi thường xuyên và giới thiệu cho bạn bè về văn tần 2035 của VNATV nha. Dạ. Cảm ơn cô. Bye bye. Bye bye. Dạ. Rồi xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello, ca sĩ Hồng Hồng Trích Trích nhà mình. Chào Mỹ Linh, chào chị Thanh Vân. Hello cô. Dạ. Rồi. Dạ. Ok, câu đố dành cho cô. Làm ruộng thì ra. Làm ruộng thì ra. Làm nữa nè. Làm nhà thì đúng rồi, làm nhà thì cái gì sao? Hay quá. Làm ruộng thì ra, làm nhà năm thì tốn nữa. Đọc lại, đọc lại, đọc lại, đọc lại. Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Đúng rồi. Hay quá. Nói mà không tự tin. Dạ rồi. Cảm ơn cô. Đúng vậy, làm không. Ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Có nghĩa là làm ruộng á thì thế nào là cũng có đồng ra đồng vô, kiếm được tiền. Nhưng mà làm nhà thì chỉ có là coi như là tốn tiền thôi. Ý đó là coi như là làm nhà rất là tốn kém. May yeah. quá, cũng nhớ được rồi. May quá, finally. Dạ, xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Hello. Dạ, chào cô. Dạ, xin hỏi quý danh. Mấy cô biết hết thì cô chào. Bây giờ dạ, cô tên gì? Dạ xin hỏi quý danh. Cô An đấy con. Cô An, dạ con cảm ơn cô An ở số 7246. Dạ rồi. Dạ mấy câu kia là thuộc hết đó phải không? Coi câu này thuộc không nha. Rồi. Dạ cảm ơn cô. Dạ xin mời nha. Lọt sàn. Lọt sàn. Năm. Bốn. Ba, lọt sàn thì sao? Một. Dạ, lọt sàn xuống nia. Có nghĩa là không thể nào tránh khỏi sự việc đó được. Lọt xuống sàn rồi, tức là thoát qua khỏi cái sàn, cuối cùng cũng đụng phải cái nia. Lọt sàn xuống nia. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi, cô nhớ gọi lại nha. Cảm ơn cô An. Dạ, xin mời vị khán giả tiếp theo. Ố la. Hello. Chào cô, xin hỏi quý danh. Cô Tammy. Hello, cô Tammy. Dạ, cô Tammy gọi lại. Cô đối cho cô lời chào. Cao hơn mâm cỗ. Dạ, dạ đúng rồi. Lời chào cao hơn mâm cỗ là câu trả lời đúng. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ, bye bye. Dạ, xin mời vị khán giả tiếp theo. Mời quý vị nhớ kiên nhẫn gọi vào lại nha. Dạ, xin mời hello. Hello, mình gọi lại. Trời ơi, mừng quá, hôm nay gọi được khá lên. Rồi, ok, cố lên nhà. Gọi vào cái hôm nay là chỉ mua mê gà Mỹ Liền luôn, 900 mười mấy triệu. Dạ, cái này cũng nhắc nhở luôn nha quý vị nha. Mega Million đang lên với con số 917 triệu ngày hôm nay. Nhớ mua nha. Gần 1 tỷ rồi, gần 1 tỷ rồi. Rồi. Ok, rồi chị Ngân, câu đố dành cho chị nha. Cả vú. Cả vú lớp bị em. Đó, rồi, hết rồi, hết rồi. Em. Hôm nay mua Mega Million mà. Dạ, bye bye. Dạ, xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Dạ xin chào, hello. Dạ chào cô. Cô Dương Ngọc 8337. Dạ rồi, câu đố dành cho cô Dương Ngọc, mời cô sẵn sàng nha. Dạ, miệng ăn. Miệng ăn. Dạ đúng rồi, miệng ăn. Miệng ăn thì 5, sao? 4 3 2 1 hết giờ. Dạ, miệng ăn núi lở. Có nghĩa là có tài sản mà mình cứ tiêu xài thì thế nào cũng hết. Dạ, rồi cảm ơn cô, bye bye. Xin mời vị khán giả tiếp theo, hello. Chào hai cô. Chào cô, xin hỏi quý danh. Kim. Dạ, cảm ơn cô Kim. Cho con xin 4 số phone cuối là 9964. Dạ rồi, câu đố dành cho cô nha. Dạ, mồ côi cha ăn cơm với cá.
Mồ côi cha ăn cơm với cá. Năm. Mồ côi mẹ liếm đá đầu đường. Dạ, there we go. Dạ, hơi tam sao thất bổ một chút nhưng mà ok. Dạ, tức là thật ra câu đúng là mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Chứ cũng không đến nỗi phải vậy. Nhưng mà ý nói là khi mà lỡ như đó là người cha mất đi, người mẹ vẫn có thể chăm sóc được và bảo ban được cái con rất tốt. Nhưng nếu chẳng may người mẹ mất đi đó thì người cha rất là khó khăn trong cái việc chăm sóc con cái. Và nhiều khi là lỡ mà đi mất nữa đó thì người con coi như hơi thê thảm. Dạ, đó là cái câu tục ngữ này là như vậy. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ xin mời vị khán giả tiếp theo. Dạ xin chào, hello. Hello. Dạ chào cô, xin hỏi quý danh. Dạ tôi là Lan Lương ạ. Dạ cảm ơn cô Lan. Lan Lương ở số 9266. Rồi câu đố dành cho cô nha. Dạ họ Lương. Dạ rồi. Dạ, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cảm ơn cô Lan, đúng rồi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Dạ rồi, cảm ơn cô. Bye bye. Dạ rồi, xin mời. Dạ mình hết giờ rồi, phải bốc thăm. Rồi bốc thăm nha, bốc thăm bốc nha. Bốc thăm nha, trộn lên nha, trộn lên cho kỹ quá nha. Quá nhiều luôn, bây giờ thì để cho Mỹ Linh bốc này nha, dạ. Xem ai hơn nha. Ai nha, coi thử là cái tay của Mỹ Linh chọn chúng tử ban nào đây. Ồ, xin lỗi, hai lá thăm rồi, cho nên phải bỏ vô lại. Bốc lại. Bốc lại nha, bốc chúng hai lá rồi. Dạ đây, một lá một. Vì khán giả may mắn đó là cô Thanh ở tiểu bang Texas. Wow, chúc mừng cô Thanh. Đó, cô Thanh ở số 7975 của tiểu bang Texas. Cô Thanh nhớ liên lạc lại với con để cho con xin cái địa chỉ để con gửi quà đến cho cô nha. Nhớ text dùm con số phone 7147973235, 7147973235. Cô Thanh nhắn tin vào dùm con. Dạ cảm ơn cô Thanh. Dạ vâng, dạ. Và đến đây thì Mỹ Linh, Thanh Vân chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhịp Sống Radio Sài Gòn của VNA TV. Kính chúc cho quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin kính chào.